đồ thú vị, em bé chơi với động vật nha. Let's go. Em bé bị chú vịt mổ vào tay. Lại cái nhà. Chị thật lâu không giữ, trời ơi, nó đuổi theo kìa. Ôi, tôi cũng sợ nha. Is he giving you kisses? Nữa. Nhưng mà chắc không đau đâu nhỉ. Qua. Ôi, cái tướng, tướng này là chuẩn bị bị mổ đây. Không lường chưa được, không chạy nổi. Hả? À, những con chú vịt này cứ nghĩ là em bé là mẹo chiếc kẹo và con vịt. Em bé rất là hài hước luôn. Đang ngắm cảnh, tự dưng có rất là nhiều người bạn vịt đến đây. Làm gì vậy? Ôi trời ơi, của tôi mà. Chạy chạy chạy. Đâu, phía cái đuổi đâu. Em bé có vẻ rất là sợ hãi. Gì đây, sẽ lại ăn đồ ăn của vịt đấy. Đây mình cũng sợ luôn ấy, chả như là bọn trẻ con. Trời ơi, chạy thôi. Chưa làm gì thôi cũng sợ. Làm gì đây? À, cũng muốn kết thân với những con vịt nhưng mà vịt chậm chạy thôi à. Run! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình nha. Xin chào và hẹn ở những video tiếp theo. Bye bye.